Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình chiều tối nay ngày 22 tháng 2 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh triển khai mô hình tư vấn việc làm miễn phí. Các chùa điểm hành hương chuẩn bị đón khách lễ Phật hành thiện dịp rằm tháng Giêng. Sập mỏ khai thác vàng trái phép tại Bolivar, ít nhất 30 thợ mỏ thiệt mạng, hơn 100 người bị chôn vùi. Thưa quý vị, tính đến nay đã có hơn 100 trường đại học công bố đề án tuyển sinh chính quy, thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2024. Trong đó, nhiều trường đại học tăng chỉ tiêu tuyển sinh và mở thêm những ngành học mới với nhiều lĩnh vực đào tạo. Năm nay, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đều mở nhiều ngành học mới. 7 ngành đào tạo mới, trong đó là có ngành kinh tế số, ngành trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính, công nghệ tài chính, kỹ thuật nhiệt và công nghệ thẩm mỹ. Hôm nay thì sẽ có dự kiến 5 ngành tuyển sinh mới, đặc biệt là chiến lược của nhà trường là liên kết với các bệnh viện tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện lớn để mở ra các cơ hội cho các bạn thí sinh có thể là tham gia học tập, thực hành lâm sàng. Nhiều trường đại học dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025. So với chỉ tiêu tuyển sinh năm vừa rồi thì trường cũng tăng khoảng gần 2.000. Trường thì sẽ tập trung vào hai cái lĩnh vực mà hiện nay là tôi thấy nhu cầu xã hội đang rất là cần, đó là lĩnh vực về kỹ thuật và lĩnh vực về kinh tế. Các trường mở thêm ngành học giúp thí sinh có thêm nhiều lựa chọn và cơ hội. Tuy nhiên, song song đó, thí sinh cũng phải tìm hiểu kỹ về môi trường, đặc thù ngành nghề để tránh tình trạng chọn sai ngành, lãng phí thời gian và công sức. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Người lao động thất nghiệp cũng bắt đầu trở lại thị trường lao động tìm kiếm việc làm mới. Nắm được vấn đề này, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội triển khai mô hình tư vấn việc làm miễn phí cho người lao động tại các bến xe, nhà ga trên địa bàn thành phố. Tàu hỏa vừa vào ga Sài Gòn, đội ngũ gồm cán bộ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện nhà tuyển dụng liền tranh thủ vừa phát tờ rơi, vừa tư vấn giới thiệu vị trí việc làm. Mỗi ngày, các chuyên viên tuyển dụng tư vấn và giới thiệu việc làm cho khoảng 200-300 người. Ở đây thì mình sẽ tiếp cận với người lao động, gửi đến họ những cái thông tin nhu cầu tuyển dụng tại công ty hay là những cái benefit phúc lợi đến họ, để nếu mà họ có nhu cầu tìm việc thì họ sẽ tìm đến với mình. Khi mà tiếp xúc với lại người dân thì cái nhu cầu tìm việc của họ khá là nhiều. Mô hình tư vấn việc làm miễn phí cho người lao động như thế này cũng đang được tổ chức tại các cửa ngõ thành phố. Thông qua các bến xe như bến xe miền Đông, bến xe miền Tây, rồi bến xe An Sương và ga Hòa Hưng của mình để mà treo băng rôn cũng như là tự đặt cái bàn tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí tại đây. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 16.938 người lao động có nhu cầu tìm việc, trong khi có 124 doanh nghiệp cần tuyển dụng với 22.000 vị trí việc làm sau Tết Nguyên Đán. Sau khi trích lập quỹ bình ổn, từ 15 giờ ngày 22 tháng 2, giá xăng dầu các loại đều giảm từ 300 đến 451 đồng một lít, riêng mặt hàng dầu mazut tăng nhẹ. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 356 đồng một lít, giá mới là 22.475 đồng một lít. Xăng RON 95-3 giảm 320 đồng một lít, xuống mức 23.599 đồng một lít. Dầu diesel giảm 451 đồng một lít, dầu hỏa giảm 300 đồng một lít, còn dầu mazut tăng 23 đồng một ký. Về quỹ bình ổn, Liên Bộ quyết định trích lập đối với dầu mazut ở mức 300 đồng một ký, không trích lập quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, răng xăng RON 95, dầu diesel và dầu hỏa. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho biết, tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá, số dư quỹ bình ổn tại doanh nghiệp là 3.063 tỷ đồng. Thưa quý vị, còn 2 ngày nữa là đến rằm tháng Giêng, ngày rằm lớn nhất trong năm. Đây cũng là dịp mà rất đông Phật tử ở khắp nơi lễ chùa cầu bình an, may mắn trong năm mới. Những ngày này, tại các ngôi chùa, điểm hành hương đã làm công tác chuẩn bị để đón Phật tử, người dân và du khách đến vãn cảnh lễ Phật, ghi nhận của phóng viên HTV. Tại nhiều ngôi chùa như là ngôi chùa này cũng đã bắt đầu trang trí cờ hoa cũng như là tạo thêm các điểm lễ bái rộng rãi hơn, sẵn sàng đón khách tới lễ Phật trong những ngày tới. Cái sự tôn kính và cái sự chuẩn bị của các chùa thấy là rất là chu đáo để mà làm sao giúp về mặt tinh thần của bà con. Đi chùa bây giờ thì nó cái nét đẹp văn minh hơn ngày xưa nhiều, có nghĩa là mọi người đi là trang nghiêm, thứ hai nữa là không có xô đẩy chen lấn. Càng gần rằm tháng Giêng, dòng người đổ về chiêm bái càng tấp nập, các chùa ráo riết chuẩn bị để đón tiếp đồng bào Phật tử một cách chu đáo văn minh. Chuẩn bị
150 kg gạo để nấu cơm để khách thập phương họ đến dùng cơm. Anh em phường đội phải cũng xuống hướng dẫn anh em giữ được cái an ninh trật tự ở trong chùa này. Trong điện thờ không có đốt hương. Du xuân lễ chùa là phong tục đẹp những ngày đầu năm mới. Việc tổ chức thực hành các nghi lễ cần được chú trọng, đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa, Lào Cai cho biết điểm cháy mới tại vườn quốc gia Hoàng Liên vừa được phát hiện vào lúc 16h30 phút ngày 21 tháng 2 theo hướng thôn Dền Thàng, xã Tả Vang, thị xã Sapa về phía tỉnh Lai Châu. Cách điểm cháy xảy ra ngày 19 tháng 2 khoảng 500 m thuộc khu vực vườn quốc gia Hoàng Liên. Sau khi phát hiện đám cháy mới, toàn bộ lực lượng tham gia chữa cháy trước đó bao gồm kiểm lâm, công an, dân phòng, người dân địa phương và 200 người được tăng cường thêm đã tiếp cận đám cháy. Đám cháy bùng phát mới được đánh giá lớn hơn các đám cháy trước, toàn bộ lớp thực bì dày, gió to, địa hình hiểm trở nên công tác chỉ đạo chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chữa cháy đã sử dụng flycam để xác định vị trí khoanh vùng đám cháy, phân công các mũi để lên phương án xử lý. Hiện trạm chỉ huy tiền phương về chữa cháy rừng tỉnh Lào Cai đã huy động thêm 600 người được phân thành 4 tổ và đã tiếp cận được đám cháy. Rạng sáng nay, trong khi đi tập thể dục ở bãi biển Quy Nhơn, nhiều người dân phát hiện một con cá lớn dài hơn 2 mét bị mắc cạn. Sau đó, người dân cùng nhau cố gắng đưa con cá này về lại với biển. Tuy nhiên, không lâu sau đó, con cá này lại được người dân phát hiện tại bãi biển vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày. Sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Định đã có mặt để đưa con cá lớn này trở lại biển. Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, con cá đã được đưa ra xa bãi biển. Tại thời điểm người dân phát hiện, con cá có nhiều vết thương ở vùng đầu và sức khỏe rất yếu. Lực lượng chức năng phải dùng tàu cá để hỗ trợ đưa con vật ra xa. Lãnh đạo Chi cục Thủy sản Bình Định cho biết, con cá này là cá nhà táng nhỏ thuộc bộ cá voi. Ở phần tiếp theo đây sẽ là ngăn chặn người đàn ông đòi mở cửa thoát hiểm máy bay ở độ cao 11.000 mét. Thái Lan chi ngân sách hơn 2,9 triệu đô la Mỹ để tổ chức đại lễ hội nước thế giới Songkran. Ngày 21 tháng 2, Venezuela thông báo một mỏ khai thác vàng trái phép tại bang Bolivar, miền nam nước này bị sập, làm ít nhất 30 thợ mỏ thiệt mạng và hơn 100 người khác vẫn đang bị chôn vùi dưới lớp đất đá. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15 giờ theo giờ địa phương, tức khoảng 2 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, tại một khu vực khó tiếp cận gần thị trấn La Paragua, cách thủ đô Caracas khoảng 750 km về phía đông nam. Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quốc gia đã được điều tới khu vực trên để thực hiện công tác cứu hộ. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện ở thủ phủ bang Bolivar, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 200 km. Cùng với bang Amazonas lân cận, bang Bolivar tạo thành một khu vực có diện tích lên tới 112.000 km2 với trữ lượng lớn vàng, kim cương, thạch anh và coltan. Khu vực này là nơi tập trung đông đảo của các băng nhóm khai thác vàng bất hợp pháp. Trong năm ngoái, lực lượng vũ trang Venezuela đã trục xuất khoảng 14.000 thợ mỏ làm việc bất hợp pháp khỏi công viên quốc gia Yapacana thuộc bang Amazonas. Hành khách đi chuyến bay từ Albuquerque đến Chicago, Mỹ trong ngày 20 tháng 2 đã trải qua những giây phút thót tim giữa không trung. Sau khi máy bay cất cánh được 30 phút và đạt độ cao tối ưu 11.000 mét, thì một hành khách nam bất ngờ muốn mở cửa thoát hiểm. Phát hiện người đàn ông muốn mở cửa thoát hiểm giữa trời, nhiều hành khách đã cùng nhau cố gắng khống chế người đàn ông này, sau đó dùng băng keo trói tay và chân người này vào ghế. Vụ việc được nhiều người đi cùng máy bay dùng điện thoại ghi lại. Phi công đã cho máy bay quay đầu và hạ cánh xuống sân bay để nhân viên an ninh bàn giao hành khách này cho nhà chức trách. Hãng hàng không American Airlines sau đó đã thông báo sự cố và đưa các hành khách sang một máy bay khác để đến Chicago an toàn. Nhiều nơi ở Bolivia đang chịu cảnh lũ lụt sau những ngày mưa lớn liên tục. Vừa qua tại thủ đô La Paz, trong lúc đang xây đê ngăn lũ, các công nhân đã kịp thời giải cứu một chú chó đang mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Đây là con sông Ocosapura ở thủ đô La Paz. Chú chó này mắc kẹt giữa dòng nước hung dữ, đang loay hoay chưa biết hướng nào là an toàn. Thật may mắn, các công nhân xây dựng gần đó đã tận dụng xe cầu tiếp cận chú chó và đưa nó đến nơi an toàn. Các công nhân này đang xây dựng đê để ngăn dòng nước làm xói mòn bờ sông nơi có dân cư sinh sống. Trong tuần qua, mưa lớn kéo dài liên tục ở Bolivia đã gây sạt lở đất dẫn đến thương vong và khiến nhiều người dân mất nhà cửa.
Theo cơ quan khí tượng và thủy văn quốc gia Bolivia, trong tháng 2, lượng mưa tích lũy đạt 140,4mm, cao hơn mức thông thường hàng năm. Hôm 19 tháng 2, Singapore công bố bắt đầu từ năm 2026, nước này sẽ bắt buộc các chuyến bay khởi hành từ Singapore sử dụng một phần nhiên liệu hàng không bền vững gọi tắt là SAF. Động thái này nằm trong một bước đi quan trọng của ngành hàng không thế giới nhằm đạt mục tiêu khí thải carbon ròng bằng không vào năm 2050. Tuy nhiên, động thái này của Singapore có thể sẽ gặp một số trở ngại. Nhà chức trách Singapore công bố, ban đầu họ sẽ bắt buộc các chuyến bay sử dụng 1% nhiên liệu SAF và tăng dần từ các năm sau, tùy thuộc vào nguồn cung và mức độ chuyển đổi. SAF là loại nhiên liệu thay thế cho nhiên liệu hóa thạch, được bào chế tổng hợp từ hydrogen hoặc từ các nguyên liệu sinh học như dầu ăn đã qua sử dụng hoặc vụn gỗ. Nhưng nó có thể có giá cao gấp 5 lần nhiên liệu truyền thống, trong khi sản lượng hiện chỉ chiếm 0,2% thị trường nhiên liệu cho máy bay. Singapore sẽ áp dụng một mức thuế đối với loại nhiên liệu mới này để chi trả cho quá trình chuyển đổi. Điều này đồng nghĩa, vé máy bay khởi hành từ Singapore sẽ tăng từ năm 2026. Ngoài ra, có những quan ngại rằng thành phần của nhiên liệu SAF cũng không phải hoàn toàn là những nguyên liệu bền vững, ví dụ như dầu dừa hoặc dầu cọ. EU không xem dầu cọ là nhiên liệu bền vững vì những hoạt động phá rừng để trồng cọ ở những nước sản xuất dầu cọ hàng đầu thế giới nằm ở Đông Nam Á. Một tàu đổ bộ của Mỹ đang chuẩn bị hạ cánh xuống mặt trăng trong ngày 22 tháng 2 giờ địa phương. Trước đó, con tàu này được phóng lên không gian bằng tên lửa đẩy Falcon của SpaceX hôm 15 tháng 2. Tàu đổ bộ tên Odyssey thuộc sở hữu của công ty hàng không vũ trụ Intuitive Machines Mỹ. Dự kiến tàu sẽ đáp xuống mặt trăng vào lúc 16 giờ 49 phút ngày 22 tháng 2 giờ miền Trung nước Mỹ, tức 5 giờ 59 phút ngày 23 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Vị trí hạ cánh của con tàu là khu vực cách cực nam của mặt trăng 300 km, nơi đầy những miệng núi lửa và vách đá nguy hiểm nhưng lại có khả năng kết dấu một lượng lớn nước đã đóng băng. Đây cũng là nơi NASA dự định đưa các phi hành gia đến vào cuối thập kỷ này. Nếu hạ cánh thành công, đây sẽ là sứ mệnh đổ bộ mặt trăng đầu tiên của Mỹ sau hơn nửa thế kỷ và cũng là lần đầu tiên một tàu vũ trụ tư nhân thực hiện thành công nhiệm vụ này. NASA là đơn vị tài trợ chính cho các thí nghiệm trên tàu. Họ phải trả cho Intuitive Machines 118 triệu đô la Mỹ để đưa các trang thiết bị thí nghiệm mới nhất lên mặt trăng. Theo các báo cáo mới, hiện Odyssey đang vận hành tốt. Nội các Thái Lan vừa phê duyệt ngân sách đặc biệt gần 105 triệu bạc, tức hơn 2,9 triệu đô la Mỹ để tổ chức Đại lễ hội nước Thế giới Songkran vào tháng 4 tới. Chương trình được kỳ vọng sẽ giúp xứ sở Chùa Vàng trở thành một trong 10 quốc gia có lễ hội hấp dẫn nhất, thu hút sự tham gia của cả người dân sở tại và du khách quốc tế. Thông báo từ Văn phòng Chính phủ Thái Lan cho biết, chương trình nhằm quảng bá truyền thống và văn hóa Thái Lan, đồng thời là sự kiện chào mừng lễ hội té nước Songkran hay Tết cổ truyền của Thái Lan đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào tháng 12 năm ngoái. Theo đó, Tết Songkran năm nay sẽ kéo dài 5 ngày, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 4 thay vì 3 ngày như mọi năm. Các hoạt động chào mừng sẽ được tổ chức trong 3 tuần, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Trong thời gian này, người dân và du khách sẽ được tham dự nhiều hoạt động như lễ rước Songkran, các chương trình nghệ thuật quảng bá văn hóa Thái Lan, lễ cúng dường, tắm Phật. Bộ Du lịch và Thể thao ước tính các hoạt động này sẽ thu hút hơn 200.000 người và tạo ra doanh thu hơn 3 tỷ bạc. Và sau đây nữa sẽ là gì? Công an quận 12 điều tra vụ bé gái tử vong bất thường tại Tân Thới Hiệp. Công an Sơn La phá đường dây mua bán trái phép ma túy. Thưa quý vị, Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ việc một em bé tử vong bất thường trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp. Nạn nhân là bé gái tên N, 14 tháng tuổi. Vụ việc xảy ra vào ngày 21 tháng 2 khi bé đang được gửi tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Đặng. Vào buổi trưa, phát hiện bé có dấu hiệu bất thường, người phụ nữ tên P, 36 tuổi, ngụ quận 12, đã nhờ người đưa bé đến bệnh viện cấp cứu, nhưng bé đã tử vong. Nhận được tin báo, Công an quận 12 đã có mặt tại hiện trường, ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Một cán bộ phường Tân Thế Hiệp cho biết, bà P trước đây là giáo viên giữ trẻ tại một trường mầm non trên địa bàn. Do dịch Covid-19, P nghỉ việc và nhận giữ trẻ cho một số người quen. Trong lúc đang giữ 4 em bé thì không may xảy ra vụ việc đau lòng. Cha mẹ của bé N đều là công nhân và đang ở trọ ở quận 12.
Hôm qua, Công an tỉnh Sơn La vừa trao thưởng thành tích xuất sắc của ban chuyên án và các lực lượng tham gia đấu tranh thành công với đường dây mua bán trái phép ma túy trên địa bàn. Trước đó, Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bắt quả tang Mùa A Xính, sinh năm 1973, trú tại Sơn La, đang vận chuyển trái phép ma túy qua khu vực bản Chom Khâu, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 1 điện thoại di động, 1 xe máy và các vật chứng liên quan khác. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Sính, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 1 khẩu súng quân dụng cùng 15 viên đạn và 680 triệu đồng. Đấu tranh mở rộng điều tra, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng khác trong đường dây, thu giữ thêm 800 triệu đồng là tiền mua bán trái phép chất ma túy. Cũng trong đường dây ma túy này, trước đó vào tháng 8 năm 2023, các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án bắt giữ 3 đối tượng với tang vật 2 bánh heroin. Công an tỉnh Tây Ninh thông tin vừa chuyển giao 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Cường, 38 tuổi, Lê Tuấn Anh, 35 tuổi, Nguyễn An Khương, 25 tuổi và Huỳnh Châu Mười, 38 tuổi. Cả 4 đối tượng cùng ngụ huyện Tân Châu cho Công an tỉnh Long An điều tra xử lý về hành vi cướp tài sản. Ngày 20 tháng 2, tại một cây xăng ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, có nhóm 4 đối tượng sử dụng xe ô tô cướp thuốc lá nhập lậu của người dân đang vào đổ xăng rồi tẩu thoát. Công an Tây Ninh sau đó đã bắt được nhóm này ở ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, thu giữ hơn 1.500 bao thuốc lá các loại là tang vật vụ cướp, 4 biển số ô tô, nhiều vũ khí và các đồ vật khác có liên quan. Bước đầu, các đối tượng khai nhận sử dụng xe ô tô loại 4 chỗ hoặc 7 chỗ gắn biển số giả, chạy trên các tuyến đường của các huyện biên giới Tây Ninh và Long An, tìm người đi xe máy một mình chở thuốc lá để cướp thuốc lá. Tính đến thời điểm bị bắt, 4 đối tượng đã cùng nhau thực hiện 6 vụ cướp, trong đó 5 vụ ở tỉnh Long An và 1 vụ ở Tây Ninh. Hiện Công an tỉnh Long An tiếp tục khai thác mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại có liên quan. Hôm nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt đối tượng gây hàng chục vụ cắt trộm dây cáp điện, gây mất điện hàng loạt khu tái định cư mới trên địa bàn Quảng Ngãi. Đối tượng bị bắt là Bùi Triệu Vĩ, 23 tuổi, ở xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, làm nghề thợ điện. Ban ngày, Vĩ sửa điện, ban đêm mang đồ nghề tìm đến các khu tái định cư cho các hộ dân di dời do dự án đường cao tốc Bắc Nam. Vĩ nhắm đến vị trí trụ điện có tủ thiết bị và trạm biến áp để cắt cáp điện bằng đồng. Riêng tại khu tái định cư Đồng Cây Trăm Trong thuộc thôn An Chỉ Đông, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, Vĩ đã cắt trộm dây điện, loại dây cáp tổng lực, hạ áp từ máy biến áp đến tủ điện hạ thế. Tổng thiệt hại trị giá khoảng 20 triệu đồng. Tổng cộng Bùi Triệu Vĩ thực hiện 20 vụ trên địa bàn Quảng Ngãi, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nhiều khu tái định cư bị cắt điện, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân. Sáng nay trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 40 phút ở chiều đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Tiền Giang, hai xe ô tô tải và một xe ô tô con đã va chạm với nhau tạo nên chuỗi tai nạn liên hoàn trên đường. Sau tai nạn, hàng loạt phương tiện các loại khác lưu thông ngang qua bị kẹt xe ùn ứ, di chuyển chậm kéo dài nhiều cây số trên đường. Nhờ được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều nay, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 56 giây ghi lại cảnh xe ô tô tải và xe con truy đuổi chèn ép nhau trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Đây là hành động mất an toàn giao thông, có thể gây nguy hiểm cho người đi đường. Chưa rõ thời điểm xảy ra vụ việc, nhưng theo trên clip thì là đêm ngày 13 tháng 2. Theo camera hành trình của một phương tiện, chiếc ô tô 7 chỗ di chuyển trên làn đường số 2 và liên tục chớp đèn xi nhan bên phải. Sau đó, một xe tải từ sau chạy lên với tốc độ cao, vượt mặt ô tô. Khi chiếc xe tải chạy vào làn dừng khẩn cấp, ô tô con tăng tốc và vượt qua xe tải. Cuộc rượt đuổi chỉ dừng lại khi chiếc xe tải chạy lên và ép xe con vào làn dừng khẩn cấp. Chiều nay, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương xác nhận vụ việc này ở km số 28, đoạn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, hướng từ tỉnh Tiền Giang về Thành phố Hồ Chí Minh. Trưa nay, một cơ sở sản xuất ở huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh cháy lớn, lực lượng chức năng mất nhiều giờ để dập tắt hỏa hoạn, ngăn không cháy lan. Vụ việc được phát hiện vào khoảng hơn 12 giờ trưa nay, bên trong hẻm DT202, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Tại đây có một số cơ sở sản xuất, xưởng gỗ, nhựa nằm liền kề. Lửa nhanh chóng lan rộng, công tác chữa cháy tại chỗ bất thành. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ đã điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.
toàn bộ con hẻm DT202 và một phần đoạn đường Nguyễn Thị Sáng bị phong tỏa. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến gần 16 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt.